có trời zoom vô xét đi luôn mà. Ủa? Thì cái ông này ác lắm, má cười
được cảm xúc. Bây giờ thì mới làm thế. Còn đây là nghệ sĩ Hoàng Đăng Khoa là soạn giảm rất nhiều tuần cái lương mà đợi thì các bác Sơn cái diễn rất thành công sân khấu. Bây giờ chúng tôi sẽ bắt đầu chương trình mừng Trung Thu tại chùa Ân Thọ.